Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Anh em đang quan sát trước mình đây, bên mình mới nhập một dòng bát 20 của BMC, dòng xương nhôm từ 140 côn 51, và đây là phiên bản côn 51 và dây dẹt anh em nha. Một chiếc bát sở hữu một cái màng giấy và cái nón này lõm anh em nha, lõm vào trong nha. Côn 51 xương nhôm trẻ làm đôi, hàng nhập khẩu Trung Quốc chứ không phải hàng sản xuất tại Trung tại Việt Nam mình nhá, để anh em mình biết chắc chắn là xuất xứ nào đâu. Đây còn ý là không có. Cái xương nhôm này trẻ làm đôi và rất dày dặn này, rất dày dặn. Đối với dòng bát này thì anh em mình có thể lên loa phun đơn, rồi loa phun đôi, loa cây hoặc là loa côlôm a dây, để anh em mình muốn nhẹ a dây nên nhiều quả. Bên như sản phẩm này thì công ty công bố là côn dây dẹt thì đương nhiên là nó cho một lời ca rất là sáng. Thì sau đây thì có mình có test nhạc để anh em mình nghe, và cuối chương trình bên mình báo giá sản phẩm này nhé. Mình sẽ đấu vào cái trực tiếp thôi, cũng không có qua phân tần. Mới nghe thì rõ ràng nó cho một lời ca tiếng lời ca của tiếng ca sĩ hát đó, rất là sáng luôn. Và dòng này thì cho tiếng trống đánh uy lực, căng uy lực. Anh em mà muốn lời ca sáng để lên loa cây hoặc là mà loa chung, đối dòng này tiếng tuyệt vời anh em nhé. Giá thành bán cho một đôi là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc. Anh em đã quan tâm đến hàng chất lượng này liên hệ trực tiếp bên mình qua số máy 0904612323. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên. Chân thành cảm ơn và chào anh em.